Ngày 16 tháng 9, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu dẫn đầu đoàn công tác đến Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu để thăm hỏi động viên Trung úy Đỗ Hồng Ngọc, cán bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Vũng Tàu, bị thương khi truy bắt một nghi phạm mua bán trái phép chất ma túy. Theo đó, trưa ngày 15 tháng 9, tại khu vực đường Phan Huy Chú, phường 2, thành phố Vũng Tàu, lực lượng Công an thành phố Vũng Tàu tổ chức vây bắt đối tượng Đặng Quốc Hùng, sinh năm 1993, trú tại phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, bị tình nghi mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành theo yêu cầu kiểm tra của lực lượng công an, mà còn dùng dao đâm nhiều nhát gây thương tích cho Trung úy Ngọc. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn nhưng đã bị bắt ngay trong ngày. Riêng Trung úy Đỗ Hồng Ngọc được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu điều trị vết thương.